gì đó, thì cái chữ đó là cái chữ chuyên ngành rồi. Are also significant participants in allergic responses. Similarities between allergic reaction and asthma attack. Vậy bây giờ nó lại thêm một khái niệm mới, đó là chữ gì hết chị? Nó bị lộn giữa hai cái gì với nhau, cái cơ chế hoạt động của nó, cho nên nó sẽ dẫn đến một cái thứ là anh chị sẽ nhầm một cái phản ứng dị ứng và một cái cơn suyễn, là do nó đều được xảy ra từ cái gì, từ T lymphocyte và eosinophil, đúng không? Mast cell and eosinophil are also significant participants in allergic responses. Như vậy hai cái thứ này nó liên quan đến việc phản ứng dị ứng và asthma attack. Thì đó là dễ dàng bị lộn giữa hai cái đó với nhau. Ok ha. Rồi như vậy đoạn thứ ba đang nói về cái gì mấy anh chị? Other changes. Như vậy thì khi mà tôi nói other có nghĩa là đằng trước lại được đề cập chưa? Rồi. Như vậy hồi nãy tôi có thay đổi là cái gì? Xưng cái màng rồi tùm lum tà la đúng không? Cái wall, thân cái thành rồi limitation, nghĩa là những thay đổi tiếp theo là gì? Mucus locking of the airway. Hồi nãy là cái chất nhầy của mình tiết ra nhiều hơn. Thì vì cái chất nhầy của mình tiết ra nhiều hơn thì nó sẽ làm gì? Nó block the airway. Nó làm gì đấy chị? Nó bít cái đường thở, đúng không? Nó làm bít cái đường thở. Rồi sao nữa mấy chị? Interstitial edema and microvascular leakage. Rồi mình đoán được cái gì đây? Microvascular leakage. Ở đây mình có chữ leakage nè. Leak là rỉ đúng không? Leakage là danh từ của leak, tức là cái việc thấm cái gì? Micro là vi. Vascular là mạch. Microvascular là cái sự rò rỉ của những bao mạch đúng không? Thì là những cái mạch nhỏ. Ok, nên mình đoán ra chữ micro là V là nhỏ, vascular là mạch đúng không? Leakage là cái sự rò rỉ của những cái microvascular. Destruction of bronchoepithelium. Destruction of bronchoepithelium. Epithelium của mình là gì nữa chị? Những cái biểu mô gì? Bronchial là broncho là phế quản, đúng rồi. Bronchial là tính từ của chữ broncho, cho nên khi tôi thấy chữ bronchial tôi có cần phải học không? Không, tại vì tôi biết chữ broncho rồi, thì bronchial là tính từ của nó thì cũng nghĩa thôi. Nha, đó là những cái biểu mô bronchial và thickening. Thickening từ chữ thickening tôi sẽ ra được chữ gì? Thick là dày. Thicken là động từ của chữ dày, đúng không? Thickening cho nó thành danh từ, tức là cái sự dày lên, đúng không? Cái sự dày lên. Thick là dày, thicken là làm cho dày, đúng không? Thickening là cái việc nó dày lên. The thickening of the sub-basement membrane. Sub, tôi biết sub là gì? Dưới. Rồi sub cái basement nữa. Basement là cái gì? Cái nền, đúng không? Sub basement là dưới cái nền. Chỉ vậy cái sub basement membrane của mình được bị gì? Bị dày lên, đúng không anh chị? Ok, thì mình đoán từ là cách đó, là mình đoán từ nó ra. Tôi thấy kế bên một cái câu nó có chữ in addition. In addition là để làm gì? Nó giống nguyên hình như nghĩa của chữ gì? Also. Tôi thấy chữ in addition nó cũng có nghĩa như là also. Vậy mấy chị bây giờ in addition có nghĩa là thêm vô đó thì. Ngoài ra thì có nghĩa là khi tôi thấy in addition thì tôi biết tiếp tục anh này vẫn sẽ là cái gì? Vẫn là cái những cái thay đổi đó. Những cái thay đổi đó, cái description đó. There may be hypertrophy and hyperplasia of airway smooth muscle. Nó sẽ có hyper là gì? Tăng, đúng không? Trophy. Tăng gì? Tăng. Phì đại cái gì đó, hyperplasia.
sản tăng sản cũng là tăng lên đúng không? À, quá sản tức là nhiều của cái gì đây? Của airway smooth muscle, cái chữ chính của mình là chữ nào? Muscle tức là những cái muscle mà trơn ở trong cái airway, cơ trơn đúng không? Bây giờ mình gọi là, bây giờ mình đọc quen cái chữ đó, mình sẽ là airway smooth muscle, thì cái chính của tôi là chữ muscle chứ không phải là chữ airway, là cái cơ trơn ở trong cái đường thở đúng không? Airway smooth muscle. Phì đại những cái đó ra. Increase the goblet cell number, làm cho tăng cái gì số lượng? À, số lượng tế bào goblet. Goblet là nó giống như cái gì? Tế bào nón. Nó lên một cái hình cấu vậy đó, cái goblet cell number. An enlargement of submucous gland. Giờ submucous tôi có chữ mucus là gì? Mucus là chất nhầy, submucus là dưới cái tuyến nhầy. Đâu, như vậy thì tôi có những cái chữ gì? Một cái hyper, tất cả những cái này làm tăng cái gì lên? Hypertrophy, hyperplasma, increase goblet cell và enlargement, tất cả đều cho nó bự lên hết chưa? Như vậy khi mình take note, mấy chị nhớ take mấy cái đó dùm tôi nha. Take những cái thay đổi, viết xuống, viết ra tờ giấy. Còn nếu mà đã hiểu hết trơn rồi thì viết đi nữa. Hiểu hết trơn thì cũng viết, còn nếu mà không hiểu hết thì mình phải nốt lại để mình khỏi chạy tới chạy luôn, chạy tới chạy luôn lên nó bài. Thì mấy chị chọn cái cách mà viết tắt hay viết gì đó mình viết thì tự một mình hiểu á, chứ mình không có viết ra hết thì không có thì giờ đúng không? Mấy chị sẽ coi cho tự mình hiểu rồi ha. Như vậy thì bây giờ mình sẽ có cái đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư của tôi đang nói về gì? Although, như vậy although để nối hai ý như thế nào với nhau? Nối nối hai ý gì với nhau? Đối ngược nhau. Hai ý đối ngược nhau. Như vậy thì bây giờ hồi nãy giờ tôi cho mấy chị rất là nhiều cái causes, những cái nguyên do đúng không? Rồi như vậy thì mình nói là although causes implicated in the airway of patients with asthma are not yet certain. Vậy chuyện gì xảy ra? Cái ý chính của mình là gì? Chưa có gì nên chị chưa có chắc chắn. À, bây giờ cái ý chính cho tôi biết là cái chủ từ của chữ R đâu nha chị. Cái chủ từ của chữ R đó, tôi thấy cái chữ R trên câu đầu tiên, cái chủ từ của nó nằm đâu? Chủ từ của chữ A đó, tôi thấy đầu tiên although cái gì đó, rồi tới are not yet certain, thì cái chữ từ của nó là chữ nào? Causes of the initial tendency toward inflammation in the airway of person with asthma. Thì ý chính của mình là chữ nào? Không phải đâu, cái ý chính của mình là cái causes đó. Nguyên nhân. Những cái nguyên nhân này chưa có chắc chắn. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân của cái initial tendency cho cái viêm ở đâu? Viêm trong airway của ai? Của bệnh nhân nào? Bệnh nhân với asthma. Những cái nguyên nhân này nè, những nguyên nhân nãy giờ nè, không, những cái nguyên nhân mà toward của cái việc viêm ở trong cái airway, đúng không? Đối với bệnh nhân bị asthma chưa chắc chắn. Nhưng mà có một cái chuyện gì xảy ra? To date, the strongest identified risk factor is atopic. Đúng rồi, như vậy cái chính của mình là cái gì? The, to date, the strongest identified risk factor is atopic. Nhưng mà cái atopic này mới là cái chính hả? À, cái này mới là cái chính hả? Như vậy cái atopic này là cái gì? This. À, mấy chị thấy chữ this chưa? Điều này. À, this này có nghĩa là gì mấy chị? Là phát triển ý của cái câu phía trước nó. Cái này nè, ý ta nói vậy đó, cái này nè, inherited, disinherited familial tendency to say blah blah blah. Như vậy thì bây giờ cái chữ include là mấy chị cái chữ bao gồm không? Cái gì bao gồm? Cái gì bao gồm mấy chị? Không phải. Disinherited familial tendency.
khuynh hướng, xu hướng, cái xu hướng và gọi là cái gì, gia đình, có thể là sao không, gia đình di truyền đó, đúng rồi, cái khuynh hướng di truyền này nè, inherited là được di truyền, thừa hưởng đó, inherited là thừa hưởng đó, tức là cái khuynh hướng trong gia đình thừa hưởng này đối với lại phản ứng reaction bao gồm cái gì bên chị, dạ, tăng cái sự nhạy cảm đến tác nhân gây nhiễm, tác nhân gây nhiễm, mà đó là một cái gì, yếu tố nguy cơ của developing asthma. Ok ha, some of these allergens include, rồi cái này người ta sẽ kể về những cái mà đó là allergen. Câu cuối cùng tôi sẽ có một cái chữ nữa là câu cuối cùng, tôi nối với câu trước đó với chữ gì, additionally đó, additionally cũng là gì, cũng là thêm nhiều. Vậy thêm một cái allergen vô nữa là gì? Thêm một cái yếu tố nguy cơ nữa là gì? Là bị viral respiratory infection. Như vậy những yếu tố nguy cơ có thể là bị một trong những cái yếu tố mà gây dị ứng là cái này đúng không? À, yếu tố dị ứng của mình là gì? Domestic dust mites, animal with fur, cockroaches, pollen and mold. Additionally, thêm vô nữa thì cái asthma cũng được trigger. Ở đây tôi cho cái chữ trigger là cái gì mấy chị, trigger giờ tôi nói mấy chị cái chữ trigger mấy chị sẽ thấy rất là thường, dù giờ mấy chị cái súng kích hoạt bóp cò, cái súng tôi có cái cò tôi gọi là cái trigger, bóp cò xuống, trigger thì có nghĩa là bị được khởi động hay được kích hoạt hay là được bắt đầu hay là cái gì đó, tùy theo cái ý mình muốn dịch là cái gì. Trigger có nghĩa là mình bắt đầu cho cái gì nó hoạt động, nó mình gọi là trigger. Khởi động, nó không phải khởi mà nó là một cái khả năng gây ra cái chuyện đó gọi là trigger. Đúng rồi, cái đó là một loại trigger. Ví dụ như bây giờ tôi làm gì, ví dụ như lấy cái chất lỏng từ trong người mình ra đi, mà bây giờ mình không lấy được thì trước hết mình phải làm gì, hút cái cho nó không khí nó chạy vậy, thì cái đó tôi gọi là trigger đó. Thì tiếng Việt Nam mình hiểu được nó là một cái xúc tác, một cái làm kích cho cái gì hoạt động thì gọi là trigger. Thì một trong trigger đó là gì, hồi nãy giờ người ta cho những cái trigger của mình là những cái thứ mà gây dị ứng, thì nó là một cái viral respiratory system infection, tức là viêm đường hô hấp bằng virus, viral là tương tự của virus ha, viral là tương tự của virus đúng không, và đặc biệt là ở children. Ok ha, như vậy thì cái đoạn số 4 nó nói gì mấy chị, nguy cơ, nó nói về những nguy cơ có thể bị asthma đúng không. Ok, số 5, đoạn số 5 đầu tiên mấy chị đọc đây, ghi đây, by avoiding allergen and triggers, như vậy để phòng chống nó, để tránh nó thì mình làm gì, phòng ngừa đúng không. Bây giờ đọc dùm tôi có mấy cái phòng ngừa mấy chị đọc dùm sao mà ra cái chính nha. Một là làm gì, đầu tiên tôi đọc bằng chữ gì, a few avoidance đúng chưa, a few avoidance technique là một trong những cái đầu tiên, bao gồm cái gì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một là cái con tim, giữ nhà sạch và luôn luôn thông thoáng, mà bên kia lấy là thông thoáng là thoáng khí, dùng gì, air conditioner, máy điều hòa. In summer months when pollen and mold counts are high, có nghĩa là sử dụng máy điều hòa trong mùa hè, bởi vì trong mùa hè thì bắt đầu nó có rất là nhiều phấn hoa rồi này kia nó bay á, thì bị hạn chế ha. Getting annual influenza vaccination. Yeah, tôi thấy chữ N có nghĩa là tôi xong rồi đó. Bây giờ tôi học A, B, C, D, N, cái là tôi thấy cái cuối cùng là hết rồi đó. Thì vậy để mấy chị biết là trong cái list của mình bao gồm mấy thứ, ví dụ như A, B, N, C thì tôi 3, A, B, C, N, D thì tôi phải làm sao có 4. Được chưa? Cái đó là cái cấu trúc nó sẽ ra được cái đó. Rồi xong mấy chị là gì nữa? Cigar. Of course, asthma sufferer should avoid tobacco. Of course, như vậy thì ngoài cái kia ra tôi phải làm gì? Avoid tobacco smoke, tức là tránh cái gì? Khói thuốc. Câu tiếp theo tôi có đọc không? Cái câu xì gà rồi đó, tôi có còn đọc không?
Bởi vì nó cũng đang nói về khó 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 thì dẹp nó qua chi là không chính. Đúng không? Chỉ là mấy chị bớt đọc lại. Nhưng mà ở đây mình cũng phải đọc thì mình học cho mình nhớ mà. Cigarette and pipe smoke is a trigger when the patient smokes or inhale the smoke from others. Như vậy, chữ inhale ở đây có trong bài này bằng nghĩa với chữ gì? Trong bài này nha, tôi cho mấy chị nhìn để tôi phân tích cái bài cho mấy chị coi. Inhale này sẽ bằng nghĩa với chữ gì không bà? Đừng có dồn đi đâu xa hết. Dồn gần nó. Dồn gần nó. Mấy chị thấy chữ gì? Or đúng chưa? Rồi mấy chị thấy chữ or chưa? Ha. Rồi inhale là chữ gì không biết. Nhưng mà trước cái chữ inhale là chữ gì? Ok, hai chữ này bằng nhau đó. Thuốc bệnh. Hai này bằng nhau đó. Để ý ha. Đừng dịch, đừng dịch, đừng dịch cái chữ này. Đừng dịch chữ này. Là smoke hay là inhale? Có nghĩa là inhale là smoke. Ở trong trường hợp này. Thì bởi vậy tôi mới nói với anh chị là cái drink rule sẽ cực kỳ quan trọng. Có thể là chữ này mình không biết. Lên chữ này mình không biết. Nhưng mà nó có một cái thứ chính giữa cái ổn này. Hoặc là cái này có nghĩa là hai thằng này. Giống nhau. Đúng không? Cho nên có thể là người ta sẽ hỏi anh chị trong bài là chữ inhale ở hàng số 5 nghĩa gì? À, còn đi tìm chết cha rồi nêu là gì? Ai biết một chữ nằm ngay trước đó mà đi kiếm chi cho cực khổ vậy. Mấy chị sẽ có những cái câu từ vựng nha mấy chị nha. Bài đọc từ vựng của bài đọc nha. Có nghĩa là chữ gì ở hàng số mấy nghĩa là gì? Chữ gì ở hàng số mấy nghĩa là gì? Nhà nó có từ đó, nó có trong bài đọc của mấy chị đó. Thì một trong những cái cách mà tôi giúp mấy chị là gì? Chữ trột kỹ năng đó là được cái chuyện đó. Những bài đọc trong khi nó dài thì không thế thì sáng là bà lo gì? Cho tôi lo một cái một bài mình lo triggers, đúng không? More, have one or more trigger.
sharing from individual to individual, tức là người này khác người kia. Không không có nói trước được. The risk can be further reduced. Rồi tiếp tục, bây giờ mình đi đến đâu rồi? Mình đi đến chữa rồi. Reduce rồi, reduce là cái gì? Medication. Uống thuốc. Rồi xong, tôi biết tới đó rồi, người ta bảo tôi uống thuốc mà gì thì lúc đó tôi mới đặt tiếp. Còn uống thuốc để làm gì mấy chị? Decrease airways inflammation. Để làm giảm viêm. Giảm viêm trước cái đã, mình bị cái lòng mình viêm, rồi bây giờ mình đang có viêm. Rồi, most exacerbation can be prevented, phải tiếp tục prevent nữa rồi, by a combination of avoiding trigger and taking anti-inflammatory medication. Một là mình để cho nó đừng có bị gì, đừng có bị kích hoạt. Hai là mình phải nên uống thuốc kháng kháng viêm. Hồi nãy mình có mình em anti-inflammatory là viêm thì anti là chống viêm. Okay, an exception is physical activity. Như vậy hồi nãy tôi có là một á, là tôi đừng có bị cái gì, reduce là cách uống thuốc để đừng giảm viêm đúng không? Hai nữa là tôi tránh những cái trigger. Ba nữa là tôi uống anti-inflammatory medication. Trời giá trời cho thứ bảy đi thi ra bài này nha. Exception. Như vậy thì ngoài ra tôi sẽ có gì? Physical activity. Hoạt động thể chất. Hoạt động thể chất. Hoạt động thể chất nó thường sẽ trigger hay là reduce trigger. Trigger chứ. Nè mấy chị nhìn nè. Which is a common trigger chứ. Cho nên những người bị suy thì người ta như thế nào? Người ta hạn chế và hoạt động thể chất. Chạy gắng sức hay gì đó thì người ta sẽ không làm. Như vậy thì muốn làm vậy thì sao mấy chị however? Mấy chị thấy chị however chưa? Đó, however có nghĩa là người ta muốn gì? Người ta muốn cho một cái gì đó ngược lại với cái đằng trước, có nghĩa là hồi nãy người ta nói đừng có physical đúng không? Tuy nhiên, cái này có physical cũng được nè. Có được không? Được. Should not necessarily avoid. Không nên cần thiết phải tránh mà sometimes of activity được chứng minh là giảm thiểu chất. Đúng rồi, hồi nãy mình nói là bây giờ hoạt động thể chất là một cái thứ trigger. Đúng không? Coi như là người ta đọc tới đó, nếu mà tôi đọc tới đó là tôi hoàn toàn không hoạt động thể chất gì hết. Nhưng tự nhiên tôi có chữ however. Đúng chưa? Tự nhiên tôi có chữ however, tôi hiểu là vậy có nghĩa là hoạt động thể chất cũng được nè. Nhưng mà hoạt động gì mới được? Đúng không? Thì người ta sẽ ghi là gì? Rather they should work in conjunction with a doctor to design a proper training regimen. Regimen là một phương pháp điều trị, một cái quá trình training which includes the use of medication. Có nghĩa là mình vẫn làm được nhưng mình phải ask doctor for a training regimen. Ok ha. Vậy thì để diagnose một cái asthma mình làm gì đây? What is the name of the mình làm gì mấy chị? Healthcare professional must appreciate the underlying disorder that leads to asthma symptom. Như vậy thì cái asthma symptoms này nó được gây ra từ nhiều cái lý do khác nhau, cho nên cái ông bác sĩ ông phải làm gì? Ông phải appreciate the underlying disorder. Underlying là gì mấy chị? Không phải. Underlying nghĩa là những cái sự gọi là gì? Là những cái hồi nãy mình nói disorder thì tôi quên là tiếng Việt. Rối loạn mà gọi là underlying có nghĩa là gì? Không nhìn thấy được á. Những cái sâu xa của cái nguyên nhân đó. Nghiên cứu. Chứ không phải là tôi nhìn thấy triệu chứng là tôi nói anh bị gì, nhưng mà nhiều khi là cái triệu chứng đó được gây ra bởi những cái thấp dưới thôi. Underlying disorder. That leads to asthma symptoms. To understand how to recognize a condition through information gathered from the patient history. Như vậy mình sẽ có những cái lý do gì để mình có cái gì để mình chẩn đoán là một patient history, hai physical examination, ba measurements of lung function, and trời ơi thấy em là thấy mừng rồi, and allergic status, tức là trạng thái mà của mình liên quan đến cái gì dị ứng,
phải không? Allergic status. Một là tôi sẽ coi bệnh sử ha. Hai là tôi sẽ có những cái physical examination, đó là khám bệnh lâm sàng ha. Ba là tôi sẽ có những cái measurements of lung function, tôi sẽ đo đạt cái chức năng của phổi. Và bốn là những cái trạng thái, tức là trạng thái coi anh này anh có phải là người bị dị ứng không, ảnh là người dễ bị dị ứng không. Thế là ảnh là người dễ bị dị ứng thì tôi lấy cái yếu tố dị ứng vô trong cái khả năng mà ảnh có thể bị một cái sự phản ứng dị ứng chứ không phải là bị ác tính. Nếu bây giờ tôi nói ảnh không dị ứng gì hết trơn thì những cái phản ứng của ảnh chắc chắn là bị ác tính. Còn nếu bây giờ ảnh có một cái dạng dị ứng thì cái phản ứng đó có thể là phản ứng của dị ứng chứ không phải là ác tính. Thì cái đó người ta gọi là underlying disorder. Ok ha? Ok. Because asthma symptoms vary from throughout the day. Có nghĩa là gì đó chị? Nó phải phát triển, có nghĩa là những cái triệu chứng nó có thể thay đổi suốt ngày, từ sáng đến chiều nó có thể thay đổi khác nhau. Ví dụ sáng tôi bị như vậy nhưng mà chiều tôi bị như khác thì vẫn là triệu chứng của asthma. The respiratory system may appear normal. Có nghĩa là trong khi tôi được bác sĩ khám bệnh, như mấy anh chị khám bệnh tôi thì cái physical examination normal, kết quả lâm sàng tôi bình thường. Nhưng mà clinical signs are more likely to be present when experiencing symptoms. Tức là clinical signs gọi là gì đó chị? Kết quả dấu hiệu lâm sàng đúng không? Dấu hiệu lâm sàng có thể có ha, likely to be present when a patient experiences symptoms. Có nghĩa là khi mà bệnh nhân nó bị bệnh thì dấu hiệu lâm sàng có thể có cũng như có thể không. Mình có thể thấy dấu hiệu lâm sàng cũng như có thể không thấy dấu hiệu lâm sàng. Cho nên tôi sẽ có một cái chữ gì? However. Tuy nhiên, the absence of symptoms upon examination does not exclude the diagnosis of asthma. Tuy nhiên, những cái sự không có symptoms, tức là khi mấy chị khám bệnh mà mấy chị không thấy triệu chứng thì cũng đừng loại bỏ cái asthma ra khỏi cái danh sách là có thể đó là bệnh. Tại vì nó gọi là disorder mà nó disorder. Ok, rồi đối với chín câu hỏi này mấy chị đã làm ở trong lớp rồi đúng không? Chín câu hỏi này đã làm trong lớp chưa? Vậy nãy giờ mình đọc mình nói là ok, đoạn 1, đoạn 2 đang giải thích về asthma đúng không? Đoạn 3, đoạn 4 đang nói về cái gì? Đoạn 3 cũng là những thay đổi đúng không? Và những nguyên do của asthma đúng không? Đoạn số 4 đang nói về cái gì? Là phòng ngừa đúng không? Phòng ngừa nó cái gì gây ra cái allergic đúng không? Và mình phòng ngừa bằng cách nào đúng chứ? Và đoạn cuối cùng là nói như thế nào? Để diagnose thì nó khó khăn như thế nào? Nó sẽ gây những khó khăn. Tại vì nó phức tạp quá nên nó sẽ gây ra cho mình những cái khó khăn gì khi mình chẩn đoán bệnh đó. Đồng ý ha? Ok, câu số 1, thôi lựa chọn mình là gì anh chị? According to the last speech, what is the name of the video? Là gì? Atopy, đúng rồi. Bây giờ muốn làm cái câu này thì trong câu hỏi anh chị làm ơn tìm cái ý chính trong câu hỏi trước khi đọc ABCD. Câu chính, cái chính trong câu hỏi của tôi là chữ gì? Familial inclination to have hypersensitivity to allergens. Thì tôi sẽ quan trọng nhất là cái chữ hypersensitivity và familial inclination. Đúng rồi, khi tôi quay lại trở lại tôi sẽ đi tìm cái chỗ nào mà nó có cái chữ hypersensitivity and familial inclination. Khoan đọc ABCD đã nhớ dùm các chị nha, khi làm bài đừng bao giờ đọc ABCD rồi mới nhìn qua bài. Tức là mình đọc câu hỏi thôi, rồi mình quyết định cái thông tin đó nó nằm ở đâu trong bài, đọc cái khúc đó, quay qua mới chọn ABCD. Nhớ nha, cái quy trình này nó chịu mở ra dùm tôi nha. Tại vì nó sẽ có hai cái đường đi. Một là mấy chị đọc câu hỏi xong là bố có trả lời đúng không? Rồi qua bên mấy chị dò là cái đường đi số nhất đầu tư dạy làm. Ok rồi, đường đi số 2 là mấy chị đọc câu hỏi xong quay qua bài tìm cái chỗ ở trong câu hỏi đó người ta hỏi xong có câu trả lời xong quay qua ABCD thấy liền ngay lập tức. Ok được không? Được không? Nó lại nha. Hồi xưa đó mình hay có một cái chuyện là mình đọc câu hỏi xong mình ABCD và đọc hết trơn. Cái E giờ đây có không? E giờ đây có không? C giờ đây biết xong, bốn cái có hết rồi mình phải trả lời.
đúng không? Cho nên bây giờ cái cách làm của mấy anh chị là gì? Thứ nhất, đọc câu hỏi xong quyết định coi là cái câu hỏi đó nó hỏi cái phần nào, quay qua cái phần đó đọc, tìm được câu trả lời, quay qua ABCD chọn liền ngay lập tức. Được chưa? Mấy anh chị nắm được cái quá trình làm chưa? Để mình làm gì để mình đừng có cái bị mà kêu bằng gì đó kịch phiêu cái gì mặt mờ, câu nào cũng có thể đúng, tại vì nãy giờ tôi thấy hết bốn câu không mà thấy hết bốn chữ thì tôi lấy chữ nào bây giờ, đúng không? Thì không không tránh được cái tình trạng đó, nghĩa là bây giờ mấy chị đọc từ cái chỗ đó, mấy chị chỉ thấy cái chữ đó thôi, có nghĩa cái chữ đó là cái trả lời. Còn cái chữ ABD ở ABC nó vẫn có nhưng mà nó ở cái chỗ khác, cái xuất hiện của nó ở trên đây nè, mà tôi đọc ở đây nó không có.